bạn đang nghe chất âm của một bộ dàn karaoke rất là cao cấp của bên em. Bộ dàn này anh em có thể ghép phòng từ 30m² cho đến 40m² rất hợp lý em nhé. Ở đây thì em đang kết hợp giữa loa S12 bass 30 từ leo cùng với một quả súp hơi bass 40 TVK15S, ok chưa? Dàn máy anh em sẽ có ngay một bộ mic U75 vang số canh 180A cùng với cục đẩy LT3600. Thì anh em cùng nghe và cảm nhận chất âm của cấu hình này. Sử dụng bộ mic U75 25 mã. Bộ mic này thì đang có giá là 2.600.000 đồng, có đầy đủ các chức năng cảm biến gia tốc, chế độ dò sóng sạch, chế độ tự ngắt đầy đủ anh em nhé. Tiếng mic thì rất là ok, rất là dày. Tí nữa em sẽ alo và hát thử cho anh em ở trên cái cấu hình này. Sử dụng vang số JBL canh 180A, setup 7 chế độ karaoke. Riêng vang này là setup 7 chế độ karaoke, ok chưa? Rất là xịn sò. Ngoài ra thì nó còn có 3 chế độ karaoke của nhà sản xuất nữa. Cục đẩy 4 kênh LT3600. Ở đây thì công suất cho ra là 900W một kênh. Một kênh này anh em sẽ chơi ra được một cặp loa bass 30. Còn dư nguyên kênh D em nhé. Kênh C này thì em đang chơi quả số hơi bass 40 đây.
anh em có thể chập hai kênh này là một, chập brit vào để chơi ra quả xúc hơi bát 40 này thì rất là tuyệt vời, tiếng nó còn lực hơn rất là nhiều. Ok chưa? Riêng cái khung đẩy LT3600 này thì hiện tại bên em cũng đang bán với giá là 9.500.000 đồng, vang số JBL canh 180A là 6.700.000 anh em nhé. Ok chưa? Và con vang con mic U75 này, mic U75 này giá năng là 2.600.000. Giờ sẽ bật tay mic lên và em sẽ alo thử với tiếng mic để cho các bác cảm nhận. 1 2 6 7 8 9. Anh em nghe cái tiếng echo rất là mềm đúng không ạ? 5 6 7 8 9. Đây là cái mode 1 em nhé. Cái mode 1 này nó là cái mode mode lịnh giọng. Ok chưa? Mode lịnh giọng. Còn để chuyển sang cái mode 2 anh em nhé. Mode 2 thì anh em sẽ nhấn recall. Chúng ta sẽ nhấn recall này và sẽ xoay effect này. Xoay sang effect 2 và chúng ta sẽ nhấn vào. Thì cái mode này em setup đó là cái mode reverb. Ở đây 6 7 8 9. Cái mode này nó không có tiếng echo đúng không ạ? Nó chỉ có tiếng reverb không. Thì cái mode này để dành phát biểu cũng rất là tuyệt vời này. Đây 6 7 8 9. Tiếp đến là cái mode 3. Nhấn tiếp recall và xoay sang PO3 thì nó sẽ là mode echo nhanh. Mode này thì sẽ hát nhạc remix anh em nhé. 5 7 8 9. Em nghe tiếng echo nó nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ? 5 6 7 8 9. Tiếp đến là mode 4 này thì sẽ là echo chậm anh em nhé. Rất đơn giản thôi. 5 5 7 8 9. Echo nó rất là chậm và nó kéo dài. Thì cái mode này để hát nhạc trữ tình rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra còn có mode 5, cũng là một mode lịnh giọng. Và mode 6 thì là mode nghe nhạc trữ tình. Mode 7 là nghe nhạc remix ở trên con vang này. Ok chưa? Và cái cục đẩy LT3600 này nữa thì kết hợp với combo dàn máy này thì nó rất là hợp em nhé. Rất là hợp và cho ra một chất âm rất là hay. Thì ngay bây giờ em sẽ karaoke trên cái cấu hình này, anh em nghe và cảm nhận chất âm. Thì bác nào có nhu cầu muốn mua liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Video này em xin dừng tại đây ạ. Thank you.
chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho một ngày từ sâu trong lòng.